sống của nhiều dân tộc. Huyện Bảo Lạc có một kho tàng văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc với hơn 100 di sản được lưu giữ. Cộng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, độc đáo và nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa. Đây là những yếu tố để phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Ở trên cái nền tảng bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương thì phòng văn hóa cũng đã và đang tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy chính quyền huyện thực hiện cái chương trình tuyên truyền cho bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn huyện thực hiện cái việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Thì cũng phải nói là đối với huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng ý, thì đối với dân tộc thì dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô và dân tộc Sán Chỉ, thì trong đó dân tộc Lô Lô là một cái dân tộc rất ít người của Việt Nam. Thì trong cái thời gian vừa qua thì huyện cũng đã và đang xây dựng các nội dung cũng như là kêu gọi cái sự đầu tư về cái giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Lô Lô nói riêng và các dân tộc trên địa bàn huyện. Thì đối với dân tộc Lô Lô thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đã và đang tham mưu cho lãnh đạo thực hiện cái hoạt động của đội của điểm du lịch văn hóa cộng đồng của dân tộc Lô Lô trên địa bàn toàn huyện. Từ đó thì cũng mang tính chất là gắn kết giữa các dân tộc với nhau và đồng thời là giới thiệu quảng bá những cái nét đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện nói chung. Một trong những yếu tố thu hút du khách đến trải nghiệm là văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc thiểu số rất ít người. Trong đó, dân tộc Lô Lô là niềm tự hào của Bảo Lạc. Dân tộc Lô Lô có số dân dưới 5.000 người, cư trú chủ yếu tại hai tỉnh Hà Giang, Cao Bằng. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, cho đến nay, người Lô Lô Đen vẫn giữ gìn, bảo tồn nền văn hóa truyền thống của mình. Ở một số địa phương, người Lô Lô Đen còn biết khai thác tài nguyên văn hóa của dân tộc để phát triển kinh tế thông qua mở dịch vụ du lịch cộng đồng. Tại Cao Bằng, người Lô Lô Đen sinh sống tập trung ở hai huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm với dân số khoảng 2.800 người, chiếm hơn một nửa tổng số người Lô Lô tại Việt Nam. Hiện người Lô Lô Đen Cao Bằng vẫn giữ gìn kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khá đặc sắc, phong phú như không gian kiến trúc nhà ở, trang phục, ẩm thực, kho tàng dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghề thủ công truyền thống, các lễ hội truyền thống và nghi thức, nghi lễ trong cuộc sống hàng ngày. Dân tộc Lô Lô thì cũng phải nói là nó khá là đặc biệt về cái phong tục tập quán cũng như là cách sống cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt là đối với dân tộc Lô Lô hiện nay thì đang giữ được cái trang phục truyền thống khá là nguyên vẹn. Thì trong cái phong tục tập quán và văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc Lô Lô thì nó cũng khá là tương đồng với các dân tộc khác, ví dụ như là cũng có lễ hội mừng cơm mới và lễ mừng đầy tháng và lễ thôi nôi cho trẻ con. Tuy nhiên là một cái sự đặc sắc của dân tộc Lô Lô là trong cái đám tang, thì cái quan niệm của người Lô Lô là cái việc đám tang là không phải là đau buồn mà là nó sẽ chuyển sang một cái thế giới khác. Thì đối với trong đám tang thì dân tộc Lô Lô có một cái hệ thống trống đồng. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Bảo Lạc thì có xã Hồng Trị, xã Kim Cúc và xã Cô Ba là có dân tộc Lô Lô đang sinh sống. Còn đối với xóm Khuổi Khon thì hiện nay cũng có một nhóm dân tộc Lô Lô hiện nay đang sinh sống, và vừa qua thì cũng được sự đầu tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thực hiện cái đề án mà làng du lịch cộng đồng. Hiện nay thì bà con cũng cơ bản là cái giữ gìn được cái bản sắc và cũng thu hút được khá là nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài quan tâm. Một trong những địa chỉ thu hút rất nhiều khách du lịch tìm tới để tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán của người Lô Lô Đen là xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc. Đây cũng là điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng của Cao Bằng. Với khoảng 60 hộ dân, bà con dân tộc Lô Lô Đen ở đây vẫn giữ nguyên được những nét văn hóa truyền thống khá độc đáo. Cảnh quan thiên nhiên được bà con giữ gìn cẩn thận với rất nhiều cây xanh, đường xóm sạch sẽ. Người dân sống trong những ngôi nhà gỗ hoặc đất thoáng mát. Khuổi Khon là bản ở trên núi cao. Từ đây, du khách có thể nhìn bao quát, cảm nhận rõ khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp,
giữa mây trời. Bên dưới là những nếp nhà sàn mái ngói rêu phong, xen giữa những cây vải cổ thụ, tạo nét chấm phá cho bức tranh đẹp về làng quê miền núi. Người Lô Lô đời này qua đời khác đều rất chú trọng việc truyền lại cho con cháu bản sắc văn hóa của dân tộc mình, thể hiện nổi bật qua việc bảo tồn chất liệu, hoa văn trang trí trên trang phục. Từ trẻ nhỏ đến người già trong bản hiện vẫn sử dụng trang phục truyền thống tự dệt. Đến bản Khuổi Khon bất cứ lúc nào, du khách cũng có thể bắt gặp những hình ảnh này. Ngay từ khi còn nhỏ, người phụ nữ Lô Lô đã được bà, mẹ dạy cách dệt vải, thêu thùa để tự làm trang phục truyền thống của dân tộc mình. Đặc biệt là chỉ cách thêu các họa tiết, hoa văn trên áo, hay cách thêu những hình vuông, hình tam giác, hình chim chạy vòng quanh chân áo, váy. Nhiều gia đình vẫn giữ được nghề truyền thống là dệt vải, may trang phục với các sản phẩm phong phú, đa dạng, từ đó tạo ra sản phẩm du lịch đặc sắc, không chỉ góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, mà còn giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhờ bảo tồn được văn hóa truyền thống, nên trong những năm gần đây, xóm Khuổi Khon trở thành địa chỉ thu hút nhiều du khách đến khám phá. Trang phục truyền thống của phụ nữ Lô Lô đen với những màu sắc rực rỡ được trang trí bởi những đường khâu thêu tỉ mỉ, cầu kỳ, thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ. Phụ nữ Lô Lô đen thường mặc áo ngắn, vải chàm đen, xẻ ngực, hở bụng. Trên nền vải đen chủ đạo, phụ nữ Lô Lô đen trang trí trên trang phục của mình những họa tiết khâu tay độc đáo, riêng biệt. Đến nay, người Lô Lô ở Khuổi Khon vẫn duy trì những nghi lễ tôn giáo do cha ông để lại. Trong đó có lễ Ma Khô, tức là lễ cúng tế cho người đã mất từ lâu. Khi đó, do hoàn cảnh khó khăn nên chưa thể làm được đám ma. Đến khi gia chủ có điều kiện thì họ mới tiến hành từng bước như là một đám ma mới. Phần đặc sắc trong nghi lễ Ma Khô là điệu múa trống đồng. Trống đồng là đồ vật rất quý của người Lô Lô đen. Vì vậy, trong những ngày bình thường, họ cất giữ rất kỹ hoặc chôn dưới đất để tránh bị hư hỏng hoặc mất trộm. Chỉ khi gia đình, dòng họ tổ chức nghi lễ phải dùng đến trống đồng, họ mới đưa ra. Đến bây giờ, người dân vẫn giữ được cặp trống đồng thường dùng trong lễ Ma Khô. Tiếng trống đồng vang lên, tất cả đều cùng một điệu múa đồng đều, huyền chuyển. Chỉ khi nào tiếng trống dừng, họ mới dừng lại. Người Lô Lô có rất nhiều điệu múa khác nhau. Để giữ gìn các điệu múa, bài hát truyền thống cũng như các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Lô Lô, chính quyền tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn khác nhau, trong đó có công tác khảo sát, kiểm kê di sản, tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng, tìm giải pháp phát huy văn hóa dân tộc Lô Lô đen. Thì bên huyện, với lại bên xã cũng đã ra các kế hoạch để mà phát triển cái và bảo tồn cái dân tộc Lô Lô. Cũng là như là các hộ, các gia đình, các vùng của các nhà bảo tồn ấy, thì nhà nước cũng đầu tư rất là nhiều để mà bảo tồn những cái nhà giữ gìn bản sắc của dân tộc Lô Lô. Còn có kế hoạch phát triển về dân ca, hát giao duyên của dân tộc Lô Lô. Bên xã cũng đã có các kế hoạch và các phối hợp cùng ban ngành đoàn thể để mà tuyên truyền bà con làm tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm để mà và giữ gìn nét bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà sàn thì phải giữ đúng bản sắc dân tộc của như hiện tại bây giờ. Dù xã hội có nhiều biến đổi, người Lô Lô đen ở Khuổi Khon có tiếp biến những giá trị văn hóa mới, nhưng vẫn giữ nguyên nét văn hóa truyền thống của mình. Chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một làng du lịch cộng đồng thân thiện, thu hút du khách. Việc làm này nhằm hai mục đích: giữ gìn văn hóa truyền thống và đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm đời sống phong tục của người Lô Lô cho du khách,
giúp người dân nơi đây có thêm thu nhập.